Phi Nhung không bao giờ sơn móng tay thuở sinh thời, nguyên nhân được tiết lộ khiến ai cũng bùi ngùi. Sư cô thích nữ minh viên đã tiết lộ nhiều chi tiết gây xúc động về cách sống của Phi Nhung khi còn tại thế. Đã tròn 2 tháng kể từ khi cố ca sĩ Phi Nhung qua đời nhưng người thân, bạn bè và người hâm mộ vẫn không thể vơi đi nỗi xót xa và thương nhớ dành cho cô. Mới đây, trong một buổi live stream, sư cô thích nữ minh viên đã có những chia sẻ đáng trân trọng về Phi Nhung. Theo sư cô thích nữ minh viên cho biết, bà và cố ca sĩ đã thành lập cơ sở bảo trợ xã hội mang tên Phi Nhung Vòng Tay Dưỡng Tử vào năm 2007. Khi đó, Phi Nhung vẫn còn ở Mỹ, chưa về hẳn Việt Nam nên cứ phải bay đi bay lại. Cứ mỗi lần cố ca sĩ về nước là lại lên thăm sư cô và cơ sở từ thiện này với số tiền bản thân tích góp và kêu gọi được. Sư cô cho biết, chính bản thân mình rất lo sợ vì những yếu tố khách quan nhưng cố ca sĩ là người đã động viên tinh thần cho mình để tiếp tục chung tay xây dựng nơi đây. Ban đầu ở đó tôi sợ lắm vì đó là vùng kinh tế mới, dân cư ít, hoang vắng nên nguy hiểm. Lúc tôi về, nơi đó chỉ là một cái am nhỏ. Hàng đêm, tôi phải ngủ trên tấm ván, chỉ cần màn rớt xuống đất là mối ăn hết. Chưa kể, những lúc cúp điện, rắn rết bò ra, khiến tôi sợ vô cùng. Nhưng tôi vẫn cố gắng ở lại vì chị Phi Nhung bảo, mình nên cố gắng, những nơi hẻo lánh, nghèo khó mới cần mình tới để giúp đỡ chứ chỉ tới những nơi sung sướng thì không ý nghĩa. Vì câu nói đó của chị Phi Nhung nên tôi mới ở lại chứ không cũng mấy lần muốn bỏ chạy vì sợ, xung quanh toàn rắn, mối, rết, cứ tối đến là mò ra. Phi Nhung không bao giờ sơn móng tay khi còn sống vì cô phải làm nến, nhặt hạt điều, làm nhiều công việc tay chân khác để có tiền lo cho các con nuôi. Xúc động nhất là sư cô đã tiết lộ lý do giọng ca bông điên điển không bao giờ sơn móng tay, thời điểm xây chùa và cơ sở bảo trợ xã hội, chị Phi Nhung đang là ngôi sao hạng A tại hải ngoại, đắt sâu và đi đâu cũng được săn đón. Tôi không dám nghĩ ngôi sao hạng A như chị lại một thân một mình về Việt Nam, sắn quần sắn áo, lội bùn đất cùng tôi để xây chùa. Chị Phi Nhung phải đi mướn đất rồi tự tay trồng sắn để đem bán lấy tiền lo cho các con. Tiếp đó, chị Phi Nhung còn làm nến, nhặt hạt điều đem về bóc lấy hạt được có 8.000 đồng một ký. Tôi cùng chị Phi Nhung ngồi bóc một ngày được có 8 ký hạt điều là nhiều lắm rồi. Đó là lý do vì sao mọi người để ý sẽ thấy chị Phi Nhung không bao giờ sơn móng tay. Chị muốn để móng tay bình thường để còn bóc hạt điều. Khi ở hải ngoại, chị Phi Nhung là ca sĩ nổi tiếng nhưng đến lúc về chùa sinh hoạt như một người bình thường, sắn quần sắn áo lên tắm rửa cho các con, vào bếp đút cơm cho các con ăn. Tôi nhìn chị Phi Nhung không còn là một ca sĩ nổi tiếng nữa mà thực sự là một người mẹ đảm đang, tần tảo. Sư cô thích minh viên không dám tin đây là ca sĩ hạng A sau khi chứng kiến những điều Phi Nhung đã làm. Nghe những lời tâm sự của sư cô thích nữ minh viên, khán giả một lần nữa hiểu hơn về cố ca sĩ. Dù khi cô ra đi có vướng bao thị phi nhưng những điều tốt, điều thiện nguyện cô làm vẫn để lại trong tim những người ở lại. Sau 2 tháng Phi Nhung ra đi, con gái ruột ra mặt thông báo tin quan trọng khiến fan khóc nghẹn. Đã 2 tháng trôi qua kể từ ngày Phi Nhung chút hơi thở cuối cùng. Dù vậy người thân, khán giả vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi nhớ nữ ca sĩ. Phi Nhung đã ra đi được 2 tháng. Nhưng những câu chuyện về nữ ca sĩ vẫn thường xuyên được chia sẻ trên mạng xã hội. Khán giả tiếc thương, người thân nhớ nhung, ai nấy đều không giấu được xúc động khi nhắc về cô. Điều đáng chú ý, thay vì buồn bã quá lâu, Wendy Phạm con gái ruột duy nhất của Phi Nhung lại quyết định tận dụng thời gian làm điều ý nghĩa cho mẹ. Sáng 29 tháng 11, Wendy Phạm sử dụng fanpage có tích xanh của Phi Nhung để thông báo tin quan trọng. Theo đó, cô chia sẻ link YouTube chính thức mình sử dụng, kêu gọi mọi người đăng ký, theo dõi để lắng nghe thêm những câu chuyện về người mẹ quá cố của mình. Dưới bài đăng của Wendy Phạm, khán giả đồng loạt để lại bình luận ủng hộ nhiệt tình. Mọi người không khỏi xúc động khi nhìn thấy chiếc video nổi bật ghi lại bữa tiệc thôi nôi của con trai út Wendy Phạm. Ngày vui của gia đình nhưng lại thiếu vắng bóng hình của Phi Nhung nên ai nấy đều tiếc nuối. Nữ ca sĩ ra đi khi nhiều dự định còn dang dở, trong đó đáng buồn nhất là cô chưa kịp về Mỹ thăm cháu ngoại. Trước đó, hồi tháng 10 vừa qua, Wendy Phạm thông báo cùng cậu ruột cũng là quản lý của Phi Nhung ở Mỹ lập kênh YouTube mới để chia sẻ những câu chuyện chưa ai biết về cố ca sĩ. Chia sẻ với mọi người, con gái Phi Nhung xúc động bày tỏ, từ lúc mẹ bệnh đến khi mất người ta đồn quá nhiều thông tin sai. Lúc mẹ khỏe thì họ đồn bị bệnh, lúc bệnh của mẹ có chuyển biến tốt thì họ đồn mẹ đã mất. Vì vậy tôi làm kênh YouTube để nói tất cả sự thật từ lúc mẹ bệnh đến khi mất, từ đó quý vị khán giả hiểu hơn về mẹ tôi. Bên cạnh đó, sinh thời Phi Nhung rất thích live stream cùng con gái nhưng Wendy Phạm lại ngại xuất hiện trước đám đông. Giờ đây mẹ đã mất,
Cô muốn thực hiện điều này để phần nào bù đắp cho đối phương, Wendy sẽ kể chuyện ngày xưa giữa Wendy và mẹ ra sao. Wendy lớn lên như thế nào? Mẹ ở nhà hay nấu gì? Hai mẹ con thích ăn gì? Wendy sẽ đến những nơi mẹ thích đi tham quan. Wendy mong khán giả sẽ có cái nhìn thật nhất về mẹ thông những video trên YouTube. Phi Nhung không bao giờ sơn móng tay thuở sinh thời, nguyên nhân được tiết lộ khiến ai cũng bùi ngùi. Sư cô thích nữ minh viên đã tiết lộ nhiều chi tiết gây xúc động về cách sống của Phi Nhung khi còn tại thế. Đã tròn 2 tháng kể từ khi cố ca sĩ Phi Nhung qua đời nhưng người thân, bạn bè và người hâm mộ vẫn không thể vơi đi nỗi xót xa và thương nhớ dành cho cô. Mới đây, trong một buổi live stream, sư cô thích nữ minh viên đã có những chia sẻ đáng trân trọng về Phi Nhung. Theo sư cô thích nữ minh viên cho biết, bà và cố ca sĩ đã thành lập cơ sở bảo trợ xã hội mang tên Phi Nhung Vòng Tay Dưỡng Tử vào năm 2007. Khi đó, Phi Nhung vẫn còn ở Mỹ, chưa về hẳn Việt Nam nên cứ phải bay đi bay lại. Cứ mỗi lần cố ca sĩ về nước là lại lên thăm sư cô và cơ sở từ thiện này với số tiền bản thân tích góp và kêu gọi được. Sư cô cho biết, chính bản thân mình rất lo sợ vì những yếu tố khách quan nhưng cố ca sĩ là người đã động viên tinh thần cho mình để tiếp tục chung tay xây dựng nơi đây. Ban đầu ở đó tôi sợ lắm vì đó là vùng kinh tế mới, dân cư ít, hoang vắng nên nguy hiểm. Lúc tôi về, nơi đó chỉ là một cái am nhỏ. Hàng đêm, tôi phải ngủ trên tấm ván, chỉ cần màn rớt xuống đất là mối ăn hết. Chưa kể, những lúc cúp điện, rắn rết bò ra, khiến tôi sợ vô cùng. Nhưng tôi vẫn cố gắng ở lại vì chị Phi Nhung bảo, mình nên cố gắng, những nơi hẻo lánh, nghèo khó mới cần mình tới để giúp đỡ chứ chỉ tới những nơi sung sướng thì không ý nghĩa. Vì câu nói đó của chị Phi Nhung nên tôi mới ở lại chứ không cũng mấy lần muốn bỏ chạy vì sợ, xung quanh toàn rắn, mối, rết, cứ tối đến là mò ra. Phi Nhung không bao giờ sơn móng tay khi còn sống vì cô phải làm nến, nhặt hạt điều, làm nhiều công việc tay chân khác để có tiền lo cho các con nuôi. Xúc động nhất là sư cô đã tiết lộ lý do giọng ca bông điên điển không bao giờ sơn móng tay, thời điểm xây chùa và cơ sở bảo trợ xã hội, chị Phi Nhung đang là ngôi sao hạng A tại hải ngoại, đắt sâu và đi đâu cũng được săn đón. Tôi không dám nghĩ ngôi sao hạng A như chị lại một thân một mình về Việt Nam, sắn quần sắn áo, lội bùn đất cùng tôi để xây chùa. Chị Phi Nhung phải đi mướn đất rồi tự tay trồng sắn để đem bán lấy tiền lo cho các con. Tiếp đó, chị Phi Nhung còn làm nến, nhặt hạt điều đem về bóc lấy hạt được có 8.000 đồng một ký. Tôi cùng chị Phi Nhung ngồi bóc một ngày được có 8 ký hạt điều là nhiều lắm rồi. Đó là lý do vì sao mọi người để ý sẽ thấy chị Phi Nhung không bao giờ sơn móng tay. Chị muốn để móng tay bình thường để còn bóc hạt điều. Khi ở hải ngoại, chị Phi Nhung là ca sĩ nổi tiếng nhưng đến lúc về chùa sinh hoạt như một người bình thường, sắn quần sắn áo lên tắm rửa cho các con, vào bếp đút cơm cho các con ăn. Tôi nhìn chị Phi Nhung không còn là một ca sĩ nổi tiếng nữa mà thực sự là một người mẹ đảm đang, tần tảo. Sư cô thích minh viên không dám tin đây là ca sĩ hạng A sau khi chứng kiến những điều Phi Nhung đã làm. Nghe những lời tâm sự của sư cô thích nữ minh viên, khán giả một lần nữa hiểu hơn về cố ca sĩ. Dù khi cô ra đi có vướng bao thị phi nhưng những điều tốt, điều thiện nguyện cô làm vẫn để lại trong tim những người ở lại.